Chào các bác nhá. Hôm nay giới thiệu bác một cái bếp Hồng Ngoại. Đấy, hãng của nó đây. Còn rất là mới nhá, Izon này. Cái này là dòng của China xuất về thị trường Nhật Bản bác nhá, điện 100V. Thì Hồng Ngoại thì nó có một cái tiện là nó sẽ đun được tất cả các loại nồi, từ nồi đất đến nồi gang nhôm, inox nó chơi được hết. Nhưng mà nó sẽ có nhược điểm. Thứ nhất là đun nó sẽ nóng. Nó nóng ở trên cái bề mặt này nhá. Đấy. Và nó sẽ gây cái nhiệt rất là cao ở trên cái mặt kính này. Đấy. Nó không như bếp từ là nó đun bằng từ. Thì từ thì nó lại có một cái là nó chỉ đun được nồi inox. Đấy, nên các bác lưu ý nhá khi sử dụng. Đấy, thì cái này nó là tất cả các chức năng bếp là xài ok. Thứ hai nữa là nó hàng của China xuất về thị trường Nhật Bản nhá. Nó công suất nó cũng khá là lớn đấy, 1200W. Hàng của Nhật thì thường nó vậy thôi, ampe nó lên 20A cơ. Bếp thì còn rất là mới, bác nhìn này, nó không có một tí bụi nào trong quạt gió nhá. Con này bếp bên trong bác mới keng xẻ beng luôn nhá. Đấy, đấy. Mặt mũi của nó, sách cạnh của nó, nói chung là bếp nó còn rất là đẹp. Đấy, rất là mới nhá. Rồi em sẽ test cho bác bếp này. Đấy, con này nó dùng dây hít nhá. Dây hít này. Đấy. Khi bác cắm vào cái nó kêu tít một cái. Lưu ý cho em đây là nút đầu tiên này là nút bóng đèn nhá. Khi mà bếp nóng lên nó sẽ cảnh báo là đèn lên nóng, là tránh được sờ tay lên này. Thứ hai đây là nút tắt nguồn này, mở nguồn. Và đây là nút tăng giảm nhiệt độ, nó chỉ đơn giản vậy thôi, sử dụng rất là dễ. Đây em sẽ bật tắt bác nghe nhá. Ok. Đèn nó lên là bác sẽ nhấn. Đấy, bếp bắt đầu mới chạy nhá. Đèn đứng thì bếp mới chạy, còn đèn mà nó nhấp nháy này bếp chưa chạy nhá. Ừ. Đây, tăng lên này. Đấy, mức 5 này, mức 6 là đèn nó chạy hết cỡ nhá, hết công suất. Đây em sẽ để lên các bác coi nhá. Này, cái này nó đun á, thì cái quy trình hoạt động của cái này ấy, thì các bác lưu ý nhá. Khi bác tắt bếp, bếp Hồng Ngoại nhá, đặc biệt từ Hồng Ngoại bác tắt bếp là cái quạt này nó vẫn chạy nhá, nó vẫn chạy. Các bác đừng có rổ điện ra để cho quạt nó chạy mát cái máy xong bắt đầu tự nó tắt. Đấy, chứ đừng có rổ điện ra, nhưng rổ điện ra nó sẽ gây tình trạng chết công suất, hoặc là công suất nó sẽ bị yếu dần. Đấy, trong thời gian sử dụng lâu dài. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã tính toán là cái quần quạt giải nhiệt rồi, nó giặt giải nhiệt cho cái máy nó mát đi rồi ấy, công suất nó mát đi rồi ấy, thì nó mới tắt bếp. Thì các bác đun xong cái bác đã giật cái dây điện ra, thế là không có tốt các bác nhá. Quy trình của nó là như vậy. Kể cả những cái bếp từ lớn, bếp từ to á, bếp từ to của Nhật Bản nó cũng vậy nhá. Lưu ý cho em, nó sử dụng khi mà nó tắt xong thì bao giờ công suất máy nó cũng chạy là cái quạt nó thổi gió nhá. Công suất nó ngừng thì là cái quạt gió sẽ thổi để giải nhiệt cho nó mát hết cái công suất đó đi. Bắt đầu nó sẽ tắt máy để cho cái tuổi thọ được cao hơn. Còn có những cái mà nó bị lỗi bếp từ nhé. Đặc biệt là bếp từ nó hay bị lỗi cái phần mà không quạt gió khi mà tắt bếp nhá. Quạt gió nó không sử dụng nữa. Cái lỗi đó thì dừng có nhiều cái người ta cũng, nhiều người không có biết, không để ý đâu. Thì cái thời gian tuổi thọ của cái IGBT nói chung là cần công suất nó sẽ giảm tuổi thọ thôi, chứ không có vấn đề gì của bếp thì vẫn chạy. Đấy là phần giải nhiệt quan trọng của máy ấy. Tại sao lại có cái quạt đó? Khi vừa sử dụng nó vẫn quạt, mà khi tắt bếp nó vẫn quạt nha. Đấy, chứ đừng có rủ điện ra nhá. Tắt bếp là các bác tắt nguồn này thôi này, thì em sẽ tắt nguồn nó mới biết là cái quạt nó vẫn đang chạy để nó giải nhiệt. Thứ nhất là giải cái mặt kính này, thứ hai là nó giải nhiệt nóng ở trong phần công suất ra nhá. Thì cái bếp Hồng Ngoại thì đun nó sẽ đun đốt bằng nhiệt, nên là cái độ nóng nó sẽ lâu hơn. Đấy, so với đun bếp từ. Nhưng mà từ thì nó đun được nồi inox thôi, chứ không đun được những nồi đất, nồi gang, nồi nhôm nhá. Đấy, mỗi cái nó có một cái ưu và nhược điểm khác nhau. Nếu bác có nhu cầu sử dụng như thế nào thì là mình sẽ lựa chọn một cái nó cho nó phù hợp. Bác thích nồi inox thì bác sẽ đun bếp từ thôi, chứ không đun Hồng Ngoại. Còn bác thích đun Hồng Ngoại là đun được nhiều các loại bếp, thì đồng nghĩa với việc là nhiệt của nó sẽ chậm hơn so với bếp từ nhá. Đấy. Và nó nóng. Đây, nước bắt đầu sôi rồi các bác nhá. Đấy, bốc hơi lên rồi kìa. Đấy, bác thấy chưa? Đấy, còn nếu mà như cái xe này mà bếp từ như vừa rồi, như cái con này mà bếp từ đơn nó chạy thì là nó đã sôi rồi. Đấy. Còn cái bếp này thì bây giờ bắt đầu nó mới bắt đầu sôi. Đấy, bếp từ bao giờ nó sẽ sôi trước. Nhưng mà nhược điểm bếp từ thì nó không đun được như các loại nồi. Đấy, nó chỉ có vậy thôi chứ không có gì cả. Đấy, bác nhỉ. Đấy. Nước đang rất là nóng. Đấy, hơi đang bốc lên nghi ngút rồi bác nhá. Rồi thì con bếp từ này em đang bán cho các bác giá là 850 nhá. Bếp nó còn rất là mới và đẹp nhá. Rất là đẹp. Hàng China xuất thị trường Nhật Bản còn rất là mới. Sử dụng dây hít nhá. Lưu ý cho em. Rồi xin chào các bác nhá.